tên gọi của các nhà nước, triều đại. Dưới đây là danh sách tên gọi các nhà nước, triều đại từng tồn tại ở Việt Nam theo dòng lịch sử. Các quốc hiệu này đều được ghi chép trong sách lịch sử Việt Nam hoặc được chính thức sử dụng trong nghi thức ngoại giao quốc tế. Văn Lang được coi là quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam. Quốc gia này có kinh đô đặt ở Phong Châu, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Lãnh thổ bao gồm khu vực đồng bằng sông Hồng và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bây giờ. Quốc gia này tồn tại cho đến năm 258 trước công nguyên rồi bị thay thế bởi Âu Lạc. Âu Lạc, năm 257 trước công nguyên, nước Âu Lạc được dựng lên từ việc liên kết các bộ lạc Việt Nam, Văn Lang và Âu Việt dưới uy thế của thục phán An Dương Vương. Âu Lạc có lãnh thổ bao gồm phần đất của Văn Lang trước đây, cộng thêm vùng núi Đông Bắc Việt Nam và một phần Tây Nam Quảng Tây, Trung Quốc. Lĩnh Nam, năm 40, Hai Bà Trưng đã khởi nghĩa chống lại sự cai trị của nhà Hán. Lịch sử cũ ghi chép Hai Bà đã lấy lại được 65 thành trì của nhà Hán. Vạn Xuân, Vạn Xuân là quốc hiệu của Việt Nam. Trong một thời kỳ độc lập ngắn ngủi khỏi triều đình Trung ương, Trung Hoa của nhà Tiền Lý dưới sự lãnh đạo của Lý Nam Đế. Quốc hiệu này tồn tại từ năm 544 đến năm 602 thì bị nhà Tùy tiêu diệt. Đại Cồ Việt. Đại Cồ Việt là quốc hiệu của Việt Nam từ thời nhà Đinh đến đầu đời nhà Lý, do Đinh Tiên Hoàng thiết đặt năm 968. Quốc hiệu này tồn tại 87 năm cho đến năm 1054. Đời vua Lý Thánh Tông thì đổi sang quốc hiệu khác. Đại Việt. Đại Việt là quốc hiệu của Việt Nam từ thời nhà Lý, bắt đầu từ năm 1054. Khi vua Lý Thánh Tông lên ngôi, quốc hiệu này tồn tại lâu đời nhất. Dù bị gián đoạn 7 năm từ thời nhà Hồ và 20 năm thời thuộc Minh, kéo dài đến năm 1804, trải qua các vương triều Lý, Trần, Lê, Mạc và Tây Sơn, khoảng 724 năm. Đại Ngu. Đại Ngu là quốc hiệu của Việt Nam thời nhà Hồ. Quốc hiệu Đại Việt được đổi thành Đại Ngu năm 1400, khi Hồ Quý Ly lên nắm quyền sau khi nhà Hồ bị thất bại trước nhà Minh. Nhà Hậu Lê giành lại độc lập cho Việt Nam, quốc hiệu của Việt Nam đổi thành Đại Việt. Việt Nam, quốc hiệu Việt Nam chính thức xuất hiện vào thời nhà Nguyễn. Vua Gia Long đã đề nghị nhà Thanh công nhận quốc hiệu Nam Việt với lý lẽ rằng Nam ý nghĩa An Nam, còn Việt ý nghĩa Việt thường. Tuy nhiên, tên Nam Việt trùng với quốc hiệu của quốc gia cổ Nam Việt với thời nhà Triệu gồm cả Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc bấy giờ. Nhà Thanh yêu cầu nhà Nguyễn đổi ngược thành Việt Nam để tránh nhầm lẫn và chính thức tuyên phong tên này năm 1804. Đại Nam năm 1820, vua Minh Mạng lên ngôi xin nhà Thanh cho phép đổi quốc hiệu Việt Nam thành Đại Nam, ngụ ý một nước Nam rộng lớn. Tuy nhiên, nhà Thanh đã không chính thức chấp nhận. Khi nhà Thanh bắt đầu suy yếu, vua Minh Mạng chính thức đơn phương công bố quốc hiệu mới là Đại Nam hay Đại Việt Nam. Vào ngày 15 tháng 2 năm 1839, quốc hiệu này tồn tại đến năm 1945. Đế quốc Việt Nam. Sau khi Nhật đảo chính Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố xóa bỏ các hiệp ước với Pháp và thành lập chính phủ vào ngày 17 tháng 4 năm 1945. Đứng đầu là nhà học giả Trần Trọng Kim với quốc hiệu Đế quốc Việt Nam. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là tên gọi của cả nước Việt Nam 1945 đến 1954 và miền Bắc Việt Nam từ 1954 đến 1976. Nhà nước này được thành lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày quốc khánh của Việt Nam ngày nay. Năm 1946, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
tổ chức tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước để chính thức thành lập Quốc hội và Chính phủ khóa 1. Quốc gia Việt Nam. Quốc gia Việt Nam là danh xưng của một phần vùng lãnh thổ Việt Nam thuộc kiểm soát của quân Pháp, mặc dù tuyên bố đại diện cho cả nước. Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa là tên gọi của một chính thể được Hoa Kỳ hỗ trợ thành lập tại miền Nam Việt Nam, kế thừa quốc gia Việt Nam năm 1949 đến 1955. Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một chính thể cũng ở miền Nam Việt Nam, tồn tại từ năm 1969 đến 1976. Tên đầy đủ là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Chính thể này được thành lập dựa trên cơ sở là những cán bộ Việt Minh được giữ lại miền Nam để chuẩn bị tổng tuyển cử thống nhất đất nước, dự kiến được tổ chức năm 1957. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi cuộc tổng tuyển cử năm 1976 do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam tổ chức để thống nhất đất nước về mặt chính trị, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 quyết định thống nhất Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam với tên gọi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hiệu này được sử dụng từ đó đến nay. Đấy là lịch sử ta nên đọc qua. Người nước Nam ta phải học Nam sử.